khối lượng giao dịch tại vùng đỉnh là cao nhất, và lát nữa bật ở trên đồ thị bật cái volume lên thì nó cao vút lên này. Tí nữa tôi sẽ cách bật volume để xem volume. Thì tại cái thời điểm mà xảy ra cái stop nó vào đỉnh này, cái vùng này được gọi là vùng vượt mua, đúng không? Nếu stop không nói chúng ta học là vùng vượt mua, thì cái vùng này là cái vùng hưng phấn nhất của nhà đầu tư, và cái vùng này cũng là cái vùng mà khối lượng giao dịch, số lần giao dịch là nhiều nhất trong vùng này. Thế vậy là bắt đầu từ cái thời điểm khi thị trường tăng giá thì là bắt đầu là nghi ngờ sự tăng giá này. Đấy, nghi ngờ đấy, nhịp bên này là như nhau. Đấy, nghi ngờ là thị trường như thế này có phải là lên chưa hay là như thế nào, đặt ra những câu hỏi rất hết sức nghi ngờ. Có là nhiều bạn ấy là khi vào mua rồi nó tăng lên rồi nhưng mà lại nhìn ấy, sợ hãi là nghi ngờ là chắc là kiểu gì nó lại có nhịp kiểm lại nữa. Đấy, hoặc là nhìn nó nghi ngờ là gì? Các cái kiểu này chắc chưa lên đâu, cắt lệnh. Đấy, kiểu nghi ngờ như thế. Thế vậy sau khi nó vượt qua thị trường tăng giá, vượt qua ngưỡng nghi ngờ này thì bắt đầu lên đoạn hy vọng. À, lên thế này chắc là kiểu gì lên 31-32 đấy, yên tâm lên chờ đợi. Sau khi nó lên 31-32 rồi bắt đầu lại xảy ra hết sức lạc quan, lên 30 rồi lạc quan, là kiểu này test 38-32 cũng 33. Đấy, lên 33 cái bắt đầu test nó vẫn lên từ này, bắt đầu niềm tin hình thành. Thế bắt đầu là nó tăng lên 34-35, lên đến 40 thì gọi là cảm xúc tràn trề, kiểu này chắc là lên 50. Đấy. Kiểu này mà chắc phải lên 50 cũng đến rất là cao độ hưng phấn. Nên nếu như chúng ta mà không biết cái công thức, cái quy trình này mà lại nhảy vào mua ở cái vùng 40 thì phải mua đúng đỉnh không? Đúng không? Bởi vì mình phải quan sát và cái stop nhanh nhất là stop đỏ, là nó bắt rất sát nhịp thị trường. Thế vậy là khi cái cảm xúc mà hưng phấn, niềm tin nó thổi cao lên, hưng phấn mạnh mẽ lên ấy, thì cũng là lúc chỗ này là chỗ rủi ro lớn nhất. Rủi ro lớn nhất nếu như những ai mà vào mua chỗ đấy là rủi ro lớn nhất. Bởi vì mua ở chỗ vùng đấy là chắc chắn là mua phải vùng đỉnh. Đấy, như vậy là nếu chúng ta mua được ở khu vực thế này thì khi thị trường tăng đến đoạn mà thị trường hưng phấn như này thì lúc đấy là chúng ta phải tư duy thoát ra khỏi thị trường bằng cách là chốt lệnh, đóng lệnh hoặc đóng 1/2, đóng 2/3 hoặc đóng bao nhiêu phần trăm đấy của cái khối lượng lệnh, ít nhất là phải 50%, ít nhất khối lượng thoát ra khỏi thị trường là 50%, còn 50% còn lại là chúng ta chờ đợi, đúng không? Xem một là nó có thể thoát lên được đoạn nào nữa thì tăng lợi nhuận, hai là gì, nó có biểu hiện quay trở lại, quay xuống một phát là phải làm gì? Chốt thêm. Cách đơn giản nhất là kéo Fibonacci từ đây căng lên trên này, vùng 1 đâu 14%, 236 đâu. Thế vậy là khi mà nó qua được cái chỗ đoạn này, đến đoạn này phát là lập tức là phải từ chối, chứ bỏ là thoát hết luôn dưới 236. Mọi người hiểu chưa? Tức là khi đến cái vùng kia mà nó còn hưng phấn hưng ngực lên, khối lượng này có vẻ ít quá, thêm vài lệnh nữa, nhồi thêm vài lệnh nữa, thế là mua vào lại chỗ đoạn này đúng vào vùng đỉnh. Đấy là lý do lại chúng ta như vậy. Thế vậy là khi cái vùng này, cái vùng đỉnh để diễn ra là cái vùng mà rủi ro lớn nhất. Đấy, rủi ro về tài chính là lớn nhất. Mua chỗ này rất dễ là bị cắt lỗ. Mua chỗ này thường là khối lượng mua lớn hơn so với bình thường. Đấy, bởi vì là mua đoạn trước là chúng ta làm rất cẩn thận, vào 1/2, vào 2/3, những đoạn này vào dần 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 dần. Đến đoạn trên kia kìa, vì thị trường nó lao lên, lao xuống rất là mạnh, nhìn thấy có vẻ nó lên trên 50 này kiểu gì chắc phải đến vùng 2 là 68 hoặc 75%, nhảy vào mua phát thì nó tụt giá, thế là thôi dính đòn. Đấy, và thứ hai là khi mà giá nó tụt, bắt đầu sự lo ngại, bắt đầu băn khoăn diễn ra, bắt đầu cái lại xảy ra một quá trình tâm lý mới, là khi đến đây bắt đầu mua, giả sử những ông mà mua ở ví trên này thì đến đoạn này là vẫn lãi, còn nếu mua quanh cái đoạn này thì lên vẫn lãi, vẫn thỏa mãn, kiểu này vẫn ngon, vẫn chờ đợi được. Đến lúc nó tụt qua đây, cái là tụt qua cái đoạn mà vào lệnh chỗ này thì về cái điểm mà hòa vốn thì bắt đầu xảy ra lo ngại. Những dành cho những bác mà có niềm tin này bắt đầu đến đây nhồi lệnh này. Đấy, nhồi lên, nhồi lên thì đến đoạn này bắt đầu lo ngại, khi mà đến chỗ này là một điểm hòa vốn này, thì lo ngại xong một lúc sau lại thế âm, bắt đầu từ chối, chứ bỏ nghĩa là gì, không cắt, để đây kiểu gì tí nữa nó trả lên đấy, để đây kiểu gì tí nữa nó trả lên đấy, xong rồi một lúc sau chờ mãi trở lên, ngồi tụt đây đến 1 giờ đêm vẫn âm vào mồm này, bắt đầu sợ hãi xong bắt đầu đến lúc nó vẫn tụt tiếp, bảo là thôi kiểu này tôi kệ nó cho nó cắt độ. Đấy, lúc đấy là buông theo dòng nước. Đấy, xong nó đến cái đoạn này, đến cái đoạn mà qua đoạn tuyệt vọng đấy là hoảng loạn là gì, kiểu này không có dấu hiệu lên, cắt hết, cắt bằng sạch, có bao nhiêu mua ở đoạn trên này thì cắt lỗ hết, mặc dù nó chưa đến điểm cắt lỗ, cắt hết bỏ hết đi, chặt lại, bực hết cơ mình, vào đến chỗ này bắt đầu điên rồi đây. Đấy, bắt đầu đến đoạn này bắt đầu điên này. Đấy, đúng rồi, đoạn tức giận này, đoạn này bắt đầu xảy ra là vào lệnh lung tung, vào lệnh không tính toán, vào lệnh theo không theo quy trình. Thế là một đấy là vừa cắt lỗ xong thì nó tăng lên, được chưa? Hai là đến cái đoạn này đoạn chán nản, không buồn vào lệnh nữa. Đến đoạn này bắt đầu mất niềm tin với thị trường. Đấy, không thèm vào lệnh nữa.
Thì đấy là những cái đoạn này này, khi mà thị trường chán nản này thì đây là cơ hội cho những nhà đầu tư bắt đầu tham gia vào thị trường. Mọi người hiểu chưa? Đến cái đoạn mà hưng phấn của thị trường là cái đoạn mình phải thoát ra khỏi thị trường. Và đến cái đoạn mà thị trường bắt đầu biểu hiện chán nản, khối lượng giao dịch lờ đờ rất là thấp như kiểu mấy vừa rồi cùng đấy, thị trường tức giận, thị trường chán nản, ít người tham gia giao dịch, thì đây là cơ hội để cho chúng ta tham gia vào thị trường. Khi tham gia vào thì nó lại trải qua các cung bậc cảm xúc như điều bên kia, bắt đầu là gì? Đấy, bắt đầu là những ông trước đó mất niềm tin, những ông trước ông nghi ngờ, thì bắt đầu đến đoạn hy vọng bên trái, bờ bên trái bên này là hoảng loạn, thì bắt đầu diễn ra cái chỗ này là cơ hội lớn nhất cho nhà đầu tư ở cái vùng từ chỗ hoảng loạn đến đoạn có hy vọng bằng bên kia. Như vậy là khi mà thị trường có tăng lên qua đoạn hy vọng thì đương nhiên nó lại vào chu kỳ mới, là tăng tốc, lại lạc quan, lại niềm tin, và đến lúc nào đạt đến ngưỡng hưng phấn mới thì chúng ta phải thoát ra khỏi thị trường. Ok chưa? Đấy, đấy là cái chu kỳ tâm lý diễn ra trong mỗi con người là như vậy. Và toàn bộ những cái lo lắng của con người này nó đều phản ánh vào đường giá. Tại sao nó phản ánh vào đường giá được? Bởi vì là hưng phấn hay nghi ngờ nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ vào lệnh vào thị trường. Đúng không nào? Khi mà hưng phấn hy vọng cao, tăng qua cao thì nhiều ông tham gia thị trường làm cho giá thị trường đẩy lên đi. Đúng không? Đến đoạn này hưng phấn quá, đẩy lên trên này hưng phấn quá, thì đến đoạn này hưng phấn thì có nhiều ông cũng khôn ngoan bắt đầu chốt lời, người mua lên đây để tốt là thoát ra khỏi thị trường. Nhưng có nhiều bạn là nhảy vào sau đoạn này thì cũng phải bị cắt lỗ. Một số bạn bị cắt lỗ ở đây, cộng với một số ông mua thì lên ông ấy chốt hàng bán ra, thì có là hai lực, một là lực bán ra của ông chốt lãi, và một thì ông là ông bị cắt lỗ ở đây. Như vậy cả hai ông đều là tương đương với lực sell, cái gì tương đương với lực sell, đúng không? Tức là một là từ đây lên mua nhá, mua từ đây lên đến chỗ này là chốt của mua thì cũng phải bằng bán không, đúng không? Chốt mua bằng bán. Và cái thứ hai là có một vài ông mua ở chỗ này, một vài ông mua tích ở vùng hưng phấn này, thì có phải bị cắt lỗ ở chỗ này, SL đây cũng phải là bằng bán ra. Thế là cả hai cái lực này, SL là bằng bán. Thế vậy cả thằng mua với thằng SL để cộng với lại một số nhà đầu tư kiểu như của tôi chỉ có trời nó bán xuống này, thì là ba thằng đều bán, thì cũng phải làm cho thị trường đổ dầm phát từ đêm đều, đúng chưa? Đến đoạn này thì lại dùng công cụ để chúng ta tính ra thoát ra. Tất nhiên không ai mà tính được thoát đúng vùng đáy được, đến cả cái vùng này là vùng thoát lệnh đấy, thoát lệnh bán từ trên đi xuống, và đến cái vùng này lại cơ hội chờ đợi chúng ta vào lệnh mới, vào lệnh chu kỳ mới, thì lúc này bắt đầu chúng ta lại mua lại, bắt đầu tăng dưới, tăng lên đấy. Mọi người thấy điều này một tháng qua có trải nghiệm điều này không? Có đấy, tất cả nó phải có đường giá là như vậy đấy. Hay là cái này bài này ở trên group tiền về mỗi ngày, tí nó vào tìm trong đấy và đọc lại trong đấy chúng ta xem đấy. Ở trên ở dưới tìm được chưa?